Clip ngày hôm nay em xin được gửi tới toàn thể các bác một mẫu xe được mang tên là Toyota Innova G các bác nhá. 8 chỗ ngồi, số sàn. Và dòng này thì nó được thiết kế máy xăng 2.0. Con này của em nó là bản đủ, bản G các bác nhá. Và không taxi. Đấy, xe không chạy qua taxi hay dịch vụ gì. Xe hoàn toàn vẫn còn rất là cứng đẹp. Hai dàn điều hòa các bác nhá. Hai dàn điều hòa xịn nguyên bản theo xe. Đấy, một dàn thì được thổi lên 4 cái cửa gió trên đây. Và dàn của nó được nằm ở phần cuối kia các bác nhá. Và một dàn nữa được nằm ở khu vực này. Và được thổi lên 4 cái cửa gió này. Đấy. Và nội thất của xe dòng bản G này đấy ạ, nó được thiết kế là nội thất màu kem các bác nhá. Đấy, màu kem. Rồi vô lăng của chiếc xe được thiết kế là vô lăng 4 chấu. Bó thông khí an toàn được nằm ở giữa vô lăng. Đó là nguyên bản các bác nhá. Nếu là bản thiếu đấy ạ, thì vô lăng của nó sẽ là vô lăng 3 chấu và sẽ không có thông khí an toàn. Rồi nội thất của nó là màu ghi các bác nhá. Và không có hai dàn điều hòa đâu. Và sẽ không có la đúc nguyên bản theo xe đâu. Không có phanh đĩa, phanh ABS đâu các bác nhá. Đấy, nếu mà là bản thiếu đấy ạ, còn đủ này của em thì nó đầy đủ hết. Đấy, phanh đĩa, ABS các thứ đầy đủ này. Đấy, la răng đúc các thứ là đầy đủ các bác nhá. Con này của em được sản xuất năm 2006. Và với số tiền các bác bỏ ra để mình sở hữu con xe này, chỉ với mức tiền dưới 200 triệu đồng thôi. Đấy, dưới 200 triệu đồng thôi là toàn thể các bác đã có thể mình sở hữu mẫu xe này rồi. Và đăng kiểm đây ạ, đăng kiểm tháng 10 năm 22 các bác nhá. Đấy, em đóng cái cabo lại cho nó khít này. Đấy, rồi em ấn xuống rồi. Đây là cái phần đầu của chiếc xe Toyota Innova bản G này. Với biển Hà Nội, tên tư nhân vẫn biển 4 số từ ngày xưa, chưa thay tên đổi chủ một lần nào các bác nhá. Cặp đèn pha của xe còn rất là trong. Đây các bác nhìn cho em này, còn rất là trong nhá. Với lớp sơn của xe thì rất là bóng mượt. Rất là bóng mượt luôn. Khung gầm thân vỏ của xe là không bị mục mọt các bác nhá. Máy số thì rất là ngon. Xe mua về các bác dùng ngay dùng luôn thôi, không cần phải làm gì nữa. Đấy, máy số ngon rồi. Đấy, hình thức thì em quay trên đây cho bác rồi. Gầm bệ chắc này, máy số ngon này. Và tất cả chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường các bác nhá. Lốp của xe thì vẫn còn tương đối. Đấy, chạy thoải mái luôn. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Toyota Nhật Bản. Cực kỳ là ít xăng và rất là lành tính, bền bỉ các bác nhá. Đấy. Nếu mà nói 7 chỗ rộng rãi như con xe này mà 2.0 đấy, như cái dòng xe khác thì nó sẽ tốn xăng hơn nhiều. Nhưng mà Toyota đấy ạ, tuy rằng to như thế này và rộng như thế này và máy 2.0, thế nhưng mà mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe này nó chỉ dưới 10 lít trên 100km thôi các bác nhá. Một mức tiêu thụ nhiên liệu cũng khá là vừa phải, hợp lý đúng không ạ? Các bác mua về chạy gia đình, mua về chạy dịch vụ, mua về làm việc nọ việc kia thì hoàn toàn là một chiếc xe ok. Đấy, đây các bác nhìn nhá, nội thất bên trong của xe thì sáng sạch sẽ, tươi tắn, gọn gàng. Máy số rất là ngon. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác xem chi tiết về mẫu xe này. Trước khi đi vào chi tiết, các bác hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn theo dõi trang nhá, để cùng xem thêm những video mới nhất của bên em đăng lên. Rất nhiều xe được đăng lên theo hàng tháng hàng ngày. Ngày nào cũng đưa lên vài mẫu video, vài mẫu xe cho các bác tham khảo và mình lựa chọn. Bác nào chưa có tiền thì mình cứ tham khảo, bác nào có tiền rồi thì mình có thể chọn lựa và mua đến một con các bác nhá. Đấy, xe là một chiếc xe hoàn toàn rất là cứng. Đấy, không bị lỗi các bác nhá và không bị kém các bác nhá. Và đây là cái phần tắp đi cánh cửa mà em đang quay cho bác xem. Đấy, chỗ này được sơn vân gỗ này. Đấy, cổng lưng hạ kính được làm ở đây các bác nhá. Những đồ nhựa ở phần cánh cửa của xe còn ok. Đấy, không bị mòn bạc gì cả đúng không ạ? Đấy, đồ nhựa đẹp, đây các bác nhìn xem. Đấy, vách cửa đẹp, không mục mọt các bác nhá. Gương được nằm ở vị trí này, gương điện được nằm ở đây nhá. Đấy, vách cửa tiếp theo của chiếc xe đây, các bác nhìn này. Bộ ghế của chiếc xe này thì cũng vừa mới bọc xong, còn rất là mới luôn. Hệ thống côn, phanh, rồi hệ thống số và hệ thống lái của xe là ok rồi. Đấy, rất là ok và chuẩn chỉ nhá. Bên em đã kiểm tra. Đấy, màn hình giải trí tích hợp có cam đùi. Đấy, và đây là những công tắc phím bấm vặn để chỉnh điều hòa của cái chiếc xe này. Chỗ này có phanh tay và có cái tỉ tay nữa các bác nhá. Đấy, trần của xe thì anh chủ trước cũng đã được lắp trần 5D rồi. Tôn vỏ đây. Đấy, các bác thấy không ạ? Chiếc xe đẹp như thế này, xe vẫn còn chất như thế này mà giá tiền thì nó
các bác thấy là chưa tới 200 triệu đồng đúng không ạ? Chỉ ngang với lại những chiếc xe Toyota Innova bản Z thôi. Đấy, toàn thể các bác đã có thể mình mua con xe bản G này rồi các bác nhá. Bản G lại còn không taxi nữa đúng không ạ? Đây các bác xem. Đấy, vách cửa đây. Bốn tắp đi cánh cửa của xe là đẹp. Sáng đều như nhau các bác nhá. Đây. Bốn tính điện lên xuống bình thường. Loa âm thanh hay. Nhấp cửa vách cửa đây. Một số vị trí thì hơi bẩn một tí. Thì các bác về vệ sinh thêm nhá. Nội thất của dòng xe Toyota Innova này thì luôn luôn sẽ rất là rộng luôn, rất là rộng rãi. Đấy, cửa đóng êm và chắc lịch. Một lát nữa em sẽ quay cho toàn thể các bác xem phần gầm và phần máy của xe nhá. Cũng như là tất cả những cái video khác thôi thì bên em sẽ quay lần lượt từ trong cho ra ngoài và đến gầm đến máy, và sẽ tả rõ tả kỹ cho các bác mình ở trên đây luôn để các bác mình nắm được tình hình như là chất lượng của chiếc xe mà bên em bán là như nào. Đấy, các bác xem xong rồi, nếu bác nào muốn chốt xe thì mình hãy alo trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Ba số điện thoại hotline của bên em đang dùng các bác nhá. Alo trực tiếp để chốt giá đẹp nhất cho con xe này. Giá bên em đưa ra vẫn còn bớt và lùi thêm, vẫn còn tương đương. Các bác có quyền trả giá để mình vào việc các bác nhá. Bên em đưa ra giá thì đấy là cái giá trả bán, còn giá vào việc là các bác mình có thể mình thương lượng các bác nhá. Phía sau đây thì các bác thấy này, có cảm biến lùi, có camera lùi, gạt mưa, ốp lốc, đuôi gió. Đấy, đèn của xe thì còn rất là sáng vào trong. Và vị trí này đấy ạ, đây các bác nhìn xem. Chỗ này là cái vị trí để cho các bác bắt cái thanh cản chống va đập phía sau các bác nhá. Đấy, chủ trước người ta tháo rồi rồi, vẫn để nguyên hai cái vấu để khi nào mà bác nào mà mình nhận thích thì mình sẽ lắp vào thôi. Đấy, hai cái vấu chờ sẵn rồi các bác nhá. Đấy, thân vỏ sơn xi đẹp đây. Đấy, lốp của xe thì vẫn còn đã tạm tạm nhá. Em quay lốp cho các bác xem này, vẫn tạm tạm, vẫn còn chạy được, vẫn chạy thoải mái các bác nhá. Và kính của chiếc xe thì có thấy là đã được bọc dán toàn bộ xung quanh bốn cánh rồi, kể cả như là phần kính trên kính dưới là bọc dán hết rồi luôn. Đây, bắt đầu quay tiếp tục cho các bác xem những cái vị trí nữa. Ép cửa đây nhá, lòng trong sơn xi của xe rất là đẹp. Đấy, bốn tắp ni của xe là ok, để các bác nhìn xem ok các bác nhá. Hôm nay thì trời hơi mưa, một số vị trí nó hơi bẩn một tí. Đây, đây là phần mách cửa tiếp theo nữa này. Đấy, bộ ghế của xe thì còn mới vì cũng vừa mới bọc xong nhá. Đấy, chính thức là bên em mới bọc xong chứ không phải là ai khác. Bên em bọc luôn, bọc bộ này hết có hơn 2 triệu đồng thôi. Cột kèo đinh tán tức là còn nguyên, còn zin. Đấy, cắp lô đây. Chỗ này được gắn tượng. Đấy, gắn tượng ở đây nhá các bác. Gắn tượng ở đây cho nên là nó có cái lốt như vậy. Bác nào mong thích thì mình cậy, mình cạo đi, hoặc là mình dán thêm tượng vào đây ok này. Đấy, vị trí này nha các bác nhá, mình cũng xem ạ. Đấy, vâng, thì em cũng đã quay cho các bác xem mấy phần nội thất bên trong rồi. Tiếp theo em mời các bác xem nốt phần vỏ bên ngoài rồi đến gầm đến máy của chiếc xe. Bên em có trao đổi xe các loại. Đấy, và có thu mua lại xe khi các bác không có nhu cầu sử dụng nữa. Đấy, thu mua rồi trao đổi các loại xe luôn các bác nhá. Các bác xem nốt cái phần hình thức bên ngoài cho em. Và tiện đây thì em cũng giới thiệu luôn với toàn thể các bác là bên em đang còn rất là nhiều dòng xe Innova này, nhưng mà toàn bản G là chính thôi nhá. Riêng có một con duy nhất đời 2008 bản Z và đã nâng đủ như G. Đấy, nâng đủ giống hệt G rồi. Đấy, chỉ có bên em bảo thì các bác mới biết là bản Z thôi, chứ còn thì nếu mà không bảo là sẽ không biết là bản Z đâu. Và con xe 2008 form mới bản Z đó thì bên em đang bán là 175 triệu đồng thôi các bác nhá. 175 triệu cho con xe Innova bản Z và với cái màu là màu ghi các bác nhá. Em mời các bác xem gầm này. Đây là gầm của chiếc xe các bác nhá. Đây gầm sàn đây. Đấy, không có hiện tượng mục mọt.
là hơi đốm han, bác nào mà cẩn thận là mình chấm sơn vào nó ok, không bị mục mọt các bác nhá. Đây các bác nhìn này, đấy, mục mọt xin nó là hơi đốm han tí thôi, chấm sơn cũng ăn là được. Đấy, cho nên là với mức tiền là chưa tới 200 triệu nó quá rẻ luôn rồi đúng không ạ? Đấy, có con xe này đấy ạ, thì có cái điểm xấu để chê con xe này đấy là cái phần gầm của nó thì hơi han han một tí các bác nhá, hơi đốm han thôi, chứ không phải là han hết cả gầm đâu, mà hơi đốm han một vài vị trí của sắc xi thôi. Cái đấy về mẫu xe Innova thì các bác yên tâm về máy và động cơ rồi. Dòng này nó rất là lành máy các bác nhá. Máy số của nó thì rất là lành, rất là bền, tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt là cái con xe này của bên em, nói riêng với con xe này nhá, là máy số của xe là bên em đã kiểm tra và test rồi, cho nên là hoàn toàn yên tâm về chất lượng máy của dòng xe này, của chiếc xe này. Máy số tốt, gầm bệ ngon, mọi chức năng đang hoạt động bình thường. Còn các bác mua về là cũng thế, đổ xăng là Vivu, không phải sửa gì nữa các bác nhá. Mọi thắc mắc, mọi vấn đề, mọi thông tin các bác cứ alo cho bên em theo ba số điện thoại như bọn em cũng đã đọc. Các bác lưu ba số đó lại, khi nào mà có nhu cầu mua bán trao đổi xe các bác alo bên em để cho tiện các bác nhá. Các bác nếu đang ngồi rảnh nhấn like và nhấn chia sẻ để ủng hộ em nữa, xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, đây là tổng thể chiếc xe Innova G 2006 mà em đã review quay cho bác xem xong. Các bác nhanh tay gọi điện để chốt giá đẹp nhất cho con xe này. Mọi thắc mắc các bác alo về ship xe, chuyển xe, rồi về vấn đề là công chứng ủy quyền, hoặc là bác làm muốn sang tên thì rút hồ sơ đổi biển thì bên em cũng sẽ làm cho các bác, hỗ trợ đầy đủ hết các bác nhá. Dạ vâng, xin được kết thúc video này ở tại đây và xin được gặp lại các bác vào những chương trình video lần tiếp theo. Vâng, cảm ơn các bác ạ.